Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô và các em sẽ đi đến một cái nội dung mới của phần hình học lớp 8. Đó là bài 9 hình chữ nhật. Vậy thì hình chữ nhật các em cũng đã rất quen thuộc rồi đúng không? Chúng ta đã được học nó ở cấp 1 nè, đúng không? Rồi lên cấp 2 một số bài mình cũng có từng gặp lại nó. Thì bây giờ ở cái bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết về nó hơn. Thì khi chúng ta thấy một cái hình thì làm sao để biết được hình đó là hình chữ nhật? Vậy các em thấy hình chữ nhật là một cái hình mà nó cũng có bốn đỉnh đúng không? Cho nên người ta cũng gọi nó là một tứ giác. Vậy nhìn vào một cái tứ giác làm thế nào chúng ta xác định được là tứ giác đó là hình chữ nhật? Thì bài học hôm nay chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi này. Vậy thì đầu tiên các em quan sát cho cô tứ giác ABCD trên bảng. Các em thấy tứ giác ABCD có gì đặc biệt? À, chúng ta có góc A bằng 90 độ đúng không? Đây là góc vuông. Góc B cũng là góc vuông, góc C cũng vậy và góc D cũng vậy. Vậy cái hình mà nó có bốn góc, góc A, góc B, góc C, góc D bằng 90 độ thì người ta gọi hình tứ giác đó là hình chữ nhật. Vậy thì từ cái ví dụ này chúng ta sẽ có một cái định nghĩa về hình chữ nhật như sau. Hình chữ nhật là tứ giác. Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông. Rồi, vậy cứ chúng ta cứ nhìn một cái tứ giác mà nó có bốn góc vuông thì chúng ta có thể kết luận rằng tứ giác đó chính là hình chữ nhật. Rồi, bây giờ các em hãy cùng quan sát cho cô câu chấm hỏi 1 trong sách giáo khoa. Câu chấm hỏi 1, người ta yêu cầu chúng ta chứng minh rằng hình chữ nhật ABCD ở hình 84, tức là cái hình ABCD này nè, cũng là một hình bình hành, cũng là một hình bình hành, cũng là một hình thang cân. Rồi, chúng ta cùng đi bài chấm hỏi 1 nhé các em. Chấm hỏi 1. Cho ABCD là hình chữ nhật. Và yêu cầu chúng ta là chứng minh ABCD là hình bình hành. ABCD là hình thang cân. Vậy bây giờ làm thế nào để chúng ta chứng minh rằng hình chữ nhật ABCD này cũng là một hình bình hành? Vậy các em phải lưu ý cho cô, chúng ta phải nhớ lại cho cô cái kiến thức liên quan đến hình bình hành. Vậy các em nhớ xem hình bình hành là cái hình như thế nào? Khi nào thì một tứ giác sẽ là một hình bình hành? À, tứ giác đó có các cạnh đối song song với nhau nè, các cạnh đối bằng nhau. Hoặc là cái tứ giác đó nó có tứ giác đó có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Rồi, được không các em? Vậy thì các em xem thử trong cái trường hợp này chúng ta sẽ chứng minh ABCD là hình bình hành bằng cách nào? ABCD là hình bình hành. Vậy thì chúng ta sẽ quan sát lại cho cô. Giả sử đây, chúng ta có ABCD. Có góc A bằng 90 độ, góc B bằng 90 độ, góc C cũng vậy đúng không? Và góc D cũng vậy. Vậy thì cái tứ giác này có góc A bằng góc C, góc B bằng góc D. Cho nên tứ giác này chính là hình bình hành đúng không? Rồi, vậy thì chúng ta xét hình chữ nhật. A, B, C, D có góc A bằng với góc C bằng 90 độ, góc B bằng với góc D bằng 90 độ. Vậy thì từ hai điều này chúng ta suy ra được tứ giác có các góc đối song xin lỗi có các góc đối bằng nhau thì nó chính là hình bình hành. Vậy thì chúng ta kết luận ABCD là hình bình hành.
Rồi, đây là chứng minh thứ nhất ha. Rồi, cái chứng minh thứ hai, A, B, C, D là hình thang cân. Vậy thì các em nhớ lại cho cô hình thang cân là hình gì, hình như thế nào? À, hình thang cân là hình mà nó có hai góc kề một đáy bằng nhau. Bây giờ các em xét cho cô cái đáy DC thử. Hai góc kề một đáy, hai góc kề đáy CD này nó có bằng nhau không? À, bằng đúng không? Nó bằng 90 độ. Cho nên A, B, C, D chính là hình thang cân. Vậy đầu tiên chúng ta chứng minh trước cho cô nó là hình thang đã, rồi hãy chứng minh nó là cân ha. Chứng minh nó là hình thang trước. Rồi bây giờ em xét cho cô. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh nó là hình thang. Chứng minh hình thang thì các em phải chứng minh là nó có hai cạnh đối song song với nhau. Và các em thấy AB với CD có song song với nhau không? Có đúng không? Chúng ta sẽ chứng minh nó bằng cách là AB vuông góc với AD, CD cũng vuông góc với AD, cho nên AB và CD song song với nhau. Thì chúng ta sẽ xét hình chữ nhật. A, B, C, D. Đó. A, B vuông góc với B, C. D, C cũng vuông góc với B, C. Cho nên chúng ta suy ra A, B song song với DC. Lý do là hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau, đúng không? Vậy thì chúng ta có AB song song với DC, cho nên ABCD là hình thang. Hình thang này có cái đặc điểm là lại có góc D bằng với góc C, bằng 90 độ, hai góc kề một đáy của hình thang, đúng không? Thì chúng ta suy ra được A, B, C, D là hình thang cân. Đây, đây chính là điều phải chứng minh, đúng không? Vậy là chúng ta đã chứng minh được là hình chữ nhật cũng chính là một hình bình hành, nó cũng chính là một hình thang cân. Vậy từ đây chúng ta có cái kết luận như sau. Hình chữ nhật cũng là một hình bình hành và nó cũng là một hình thang cân. Rồi, vậy thì các em lưu ý cho cô là hình chữ nhật cũng là một hình bình hành, nó cũng là một hình thang cân. Thì chúng ta đã chứng minh hết ở trên này rồi, đúng không? Giờ chúng ta sẽ đi phần tiếp theo. Đó là phần tính chất của hình chữ nhật ha. Hai nhỏ, tính chất. Vậy thì hình chữ nhật nó có những tính chất nào? Vậy thì các em thấy hình chữ nhật nó cũng là một hình bình hành và nó cũng là một hình thang cân. Cho nên nó sẽ có đầy đủ các cái tính chất của một hình bình hành và một hình thang cân. Các em ghi hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình bình hành. Cho cô hình bình hành có những tính chất nào các em? Hình bình hành, tính chất của hình bình hành.
Các em nhắc lại cho cô tính chất của hình bình hành. Hình bình hành thì sẽ có các cạnh đối song song bằng nhau, đúng không các em? Các cạnh đối bằng nhau ha. Hình bình hành thì có các cạnh đối song song à, chúng ta chỉ cần các cạnh đối song song thì chúng ta kết luận nó là hình bình hành luôn rồi. Cho nên chúng ta bỏ qua cái trường hợp cái tính chất này ha. Các cạnh đối bằng nhau luôn ha. Vì nó là hình bình hành thì nó sẽ có các cạnh đối song song. Có các cạnh đối bằng nhau nè. Các góc đối bằng nhau. Và hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Đây là tính chất của hình bình hành nha các em. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Và đây chính là cái tính chất của hình bình hành. Vậy còn tính chất của hình thang cân? Hình thang cân. Hình thang cân thì nó có những cái tính chất nào? Hai cạnh bên bằng nhau đúng không các em? À, hình thang cân nó có tính chất là hai cạnh bên của nó bằng nhau. Và hai đường chéo bằng nhau. Rồi, nó có đầy đủ tính chất của hình bình hành và hình thang cân. Vậy thì gộp cả cái tính chất của hình bình hành và hình thang cân lại thì chúng ta có thể tóm gọn cái tính chất của hình chữ nhật. Nó có một cái đặc điểm như sau. Trong hình chữ nhật, trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau. Lý do là nó có tính chất của hình thang cân đúng không các em? Hai đường chéo bằng nhau nè. Vậy theo các em, hai đường chéo này nó cắt nhau ở đâu? À, nó có tính chất của hình bình hành. Hai đường chéo nó sẽ cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Vậy thì trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Rồi, vậy các em nhớ cho cô tính chất của hình chữ nhật. Đó là hình chữ nhật có đầy đủ các tính chất của hình bình hành và hình thang cân. Và trong đó lưu ý cho cô, trong hình thang cân, trong hình chữ nhật, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường và hai đường chéo này nó bằng nhau. Rồi, vậy thì chúng ta đã biết hình chữ nhật là gì rồi nè. Hình chữ nhật có những tính chất nào? Vậy thì bây giờ chúng ta hãy tới cái phần tiếp theo. Đó là, vậy khi nhìn vào một tứ giác, làm thế nào để biết được tứ giác đó là một hình chữ nhật? Vậy chúng ta sẽ dựa vào một số cái dấu hiệu nhận biết. Vậy thì chúng ta từ cái định nghĩa của hình chữ nhật thì các em thấy rằng một cái tứ giác là hình chữ nhật khi mà nó có bốn cái góc vuông, đúng không? Vậy thì bây giờ người ta để bớt một góc vuông thôi thì người ta sẽ có một cái dấu hiệu nhận biết đầu tiên, đó là tứ giác có 3 góc vuông là hình chữ nhật. Chỉ cần nhìn tứ giác không cần đến 4 góc vuông, chỉ cần nhìn có 3 góc vuông thôi thì chúng ta có thể kết luận tứ giác đó là hình chữ nhật. Tứ giác có 3 góc vuông là hình chữ nhật. Vậy tại sao chúng ta lại có thể khẳng định được như vậy? Tại sao chỉ cần tứ giác đó có 3 góc vuông thì chúng ta đã khẳng định được rằng tứ giác đó là
là hình chữ nhật. Và các em quan sát cho cô cái tứ giác như sau. Tứ giác này có 3 góc vuông. Cô cho góc vuông, góc A, góc B, góc C. 3 góc này bằng, mỗi góc là bằng 90 độ. Và các em thấy rằng chúng ta có tứ giác ABCD. Có tổng các góc của tứ giác ABCD là 360 độ. Vậy các em có xác định được số đo của góc D không? À, rất là đơn giản đúng không? Vậy chúng ta có là ta có, các em ghi xét cho cô đây, xét tứ giác ABCD. Cô chứng minh cho các em điều này nhé. Xét tứ giác ABCD. Có góc A cộng góc B cộng góc C cộng góc D bằng 360 độ. Đó là định lý tổng các góc trong một tứ giác đúng không? Chúng ta thay số vào, chúng ta có góc A là bằng 90 độ. Suy ra 90 độ cộng 90 độ cộng 90 độ cộng với góc D sẽ bằng 360 độ. Vậy từ đây các em sẽ xác định được góc D sẽ bằng 360 độ trừ cho 3 nhân cho 90 đúng không? Lý do là chúng ta có 3 lần số 90 cho nên chúng ta sẽ lấy 3 nhân 90 và sẽ bằng 360 độ trừ cho 270 độ và sẽ bằng 90 độ. Vậy từ đây chúng ta suy ra được góc A bằng góc B bằng góc C bằng góc D bằng 90 độ. Vậy thì cái tứ giác mà nó có 4 góc đều bằng 90 độ thì chúng ta kết luận ABCD là hình chữ nhật. Rồi, chúng ta đến với cái dấu hiệu thứ hai. Dấu hiệu thứ nhất là chỉ cần biết 3 góc vuông thôi thì chúng ta kết luận đó là hình chữ nhật. Rồi, hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật. Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật. Rồi, cùng con vẽ lại một cái hình ha. Hình thang cân. Ví dụ cô cho đây là ABCD là hình thang cân. Hình thang cân ABCD có góc A bằng 90 độ. Cho hình thang cân ABCD có góc A bằng 90 độ. Vậy bây giờ chúng ta sẽ chứng minh tứ giác này là hình chữ nhật. Và các em nhớ lại cho cô tính chất của một cái hình thang cân. Hình thang cân, trong hình thang cân thì các em dựa vào định nghĩa hình thang cân đi. Hình thang cân là một cái hình thang mà nó có hai góc kề một đáy bằng nhau. Vậy chúng ta có xét hình thang cân ABCD có góc A bằng 90 độ. Cho nên chúng ta cũng suy ra được góc B bằng 90 độ. Rồi tiếp tục. ABCD là hình thang cân cho nên ta sẽ có AB song song với CD. Đây là cái thứ nhất. Hình thang cân này là có góc này bằng đúng không? Rồi có AB song song với CD. Cho nên chúng ta suy ra được góc A và góc D. Góc A và góc D là hai góc trong cùng phía. Góc B và góc C là hai góc trong cùng phía. Cho nên nó bù nhau đúng không? Hai góc trong cùng phía bù nhau. Vậy chúng ta suy ra được góc A cộng góc D bằng 180 độ. Vậy từ đây chúng ta tính toán suy ra được 90 độ cộng với góc D sẽ bằng 180 độ. Vậy từ đây các em tính toán ra được góc D sẽ bằng
180 độ trừ 90 độ và sẽ bằng 90 độ. Từ đây chúng ta suy ra được góc C và góc D bằng nhau, đúng không? Góc C bằng với góc D bằng 90 độ. Lý do là hai góc kề một đáy của hình thang cân. Ở chỗ này chúng ta cũng có thể giải thích cho cô đây là lý do là hai góc kề một đáy. Còn ở đây là hai góc trong cùng phía bù nhau. Rồi, vậy thì từ đây chúng ta suy ra được góc A bằng góc B bằng góc C bằng góc D bằng 90 độ. Cho nên ABCD là hình chữ nhật. Rồi, đây chính là cái dấu hiệu nhận biết thứ hai. Các em tiếp tục cho cô cái dấu hiệu nhận biết thứ ba. Đây, cô để cái này là sao đi ha. Đây dấu hiệu thứ nhất, đây là dấu hiệu thứ hai và đây sẽ là dấu hiệu nhận biết thứ ba. Dấu hiệu nhận biết thứ ba đó là hình bình hành. Hình bình hành có một góc vuông thì nó là hình chữ nhật. Hình bình hành có một góc vuông thì người ta kết luận nó là hình chữ nhật. Vậy thì các em phải nhớ cho cô hình bình hành thì nó có những cái tính chất gì để căn cứ vào đó thì chúng ta chứng minh nó là hình chữ nhật. Vậy cô sẽ vẽ cái hình bình hành này ra trước ha. Hình bình hành có một góc vuông. Vậy các em nhớ cho cô hình bình hành nó sẽ có hai cạnh đối song song và bằng nhau. Các cạnh đối song song và bằng nhau. Bây giờ cô cho đây là góc A. Góc A vuông ha. Góc A bằng 90 độ. Vậy bây giờ các em xét cho cô cái hình bình hành này để chúng ta chứng minh nó là hình chữ nhật. Xét hình bình hành ABCD. Rồi, bây giờ các em làm thế nào để chúng ta chứng minh nó là hình chữ nhật? Chúng ta nó có ABCD là hình bình hành rồi đúng không? Hình bình hành thì sẽ có hai cạnh đối song song với nhau. Vậy thì các em thấy là AB song song với CD. Vậy thì cái góc D này có tính được không các em? À, chúng ta tính được đúng không? Góc C này các em tính được không? Góc A này các em tính bằng cách là vì ABCD là hình bình hành cho nên AB song song với CD. Góc A và góc D là hai góc trong cùng phía cho nên nó sẽ hai cùng phía bù nhau đúng không? Đây là hai góc trong cùng phía bù nhau vì có AB song song với CD. Còn góc C là góc đối của góc A trong hình bình hành thì chúng ta có tính chất là các góc đối bằng nhau. Xét hình bình hành ABCD có góc A bằng với góc C bằng 90 độ. Lý do là hai góc đối. Rồi, tiếp tục. Chúng ta có cái điều thứ hai là chúng ta có cạnh AB song song với cạnh CD. Cho nên chúng ta sẽ có góc A cộng góc D bằng 180 độ. Lý do là hai góc trong cùng phía bù nhau. Vậy thì từ đây chúng ta tính toán là được, chúng ta thế số vào, chúng ta đã có góc A là bằng 90 độ rồi. Đây, thì chúng ta sẽ tính toán ra được góc D cũng sẽ bằng 90 độ. Góc D bằng 90 độ thì góc B cũng sẽ bằng 90 độ. Lý do đây là hai góc đối. Góc B bằng góc D bằng 90 độ. Hai góc đối. Vậy thì từ đây chúng ta suy ra được góc A bằng góc B bằng góc C bằng với góc D và sẽ bằng 90 độ. Cho nên chúng ta sẽ kết luận được rằng ABCD là hình chữ nhật. Rồi, chúng ta đến cái dấu hiệu nhận biết cuối cùng của một hình chữ nhật. Đó là hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau. Hình bình hành
có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. Vậy đầu tiên cô sẽ vẽ cái hình này ra ha. Vẽ hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau. Đây cô có hình bình hành A, B, C, D có hai đường chéo bằng nhau. Vậy là có BD bằng với AC đúng không? Hai đường chéo này chúng ta sẽ rồi chúng ta đi tới đây cũng được. Rồi cô sẽ tiếp tục với phần bảng bên này nha các em. Rồi và đầu tiên chúng ta sẽ xét cái hình bình hành ABCD này cho cô. Xét hình bình hành ABCD. Hình bình hành này có cái gì? Hình bình hành thì chúng ta sẽ có các cạnh đối sẽ song song với nhau đúng không? Vậy chúng ta sẽ có cạnh AD song song với cạnh CD và cạnh AD song song với cạnh BC. Rồi, chúng ta có AB song song với CD nè. Rồi, lại có AC bằng với BD. Vậy thì cái hình ABCD này nó sẽ là hình gì? Ngoài cái hình bình hành ra, ngoài cái tên là hình bình hành ra, các em nhớ lại xem thử. À, hình thang cân đúng không? Hình thang, nè chúng ta có AB song song với CD cho nên ABCD là, đây cô sẽ suy ra ABCD là hình thang. Rồi chúng ta lại có AC, lại có AC bằng với BD, tức là hình thang mà có hai đường chéo bằng nhau thì hình thang đó là hình thang cân. ABCD là hình thang cân. Đó, hình thang nó sẽ là hình thang cân. Vậy thì nó là hình thang cân. Đây A, B, C, D mà là hình thang cân thì chúng ta sẽ có hai cái góc kề một đáy của nó bằng nhau đúng không các em? Vậy thì chúng ta suy ra được góc A, D, C sẽ bằng với góc B, C, D. Lý do là hai góc kề một đáy của hình thang cân. Rồi, có hai góc kề một đáy của hình thang cân nó bằng nhau. Rồi, đây là góc D và góc C là hai góc kề một đáy của hình thang cân bằng nhau. Các em lưu ý tiếp cho cô. Chúng ta lại có AD. AD song song với BC. Vậy thì góc D và góc C này còn gọi có tên gọi gì khác nữa? À, nó là hai góc trong cùng phía bù nhau. Ta có AD song song với BC. Cho nên chúng ta suy ra được góc ADC cộng với góc BCD sẽ bằng 180 độ. Lý do nó là hai góc trong cùng phía bù nhau. Nó là hai góc trong cùng phía bù nhau nguyên nhân là do AD song song với BC đúng không? Vậy thì các em thấy góc này bằng góc này mà hai góc này cộng lại bằng 180 độ. Cho nên từ hai điều này các em suy ra được góc ADC, hai lần góc ADC đúng không? Sẽ bằng 180 độ. Rồi chỗ này cô sẽ ghi chi tiết để cho các em dễ hiểu. Đây cô sẽ thế cái này vào đây ha. Vậy chúng ta suy ra được góc ADC cộng góc ADC bằng 180 độ. Có nghĩa là hai lần của góc ADC sẽ
sẽ bằng 180 độ. Vậy thì một góc ADC thôi thì sẽ bằng 90 độ. Rồi góc ADC bằng 90 độ thì chúng ta sẽ suy ra được góc BCD sẽ bằng 90 độ. Rồi chúng ta có góc này và góc này là bằng 90 độ. Tiếp tục ta có đây, các em nhìn cho cô nè, ABCD là hình bình hành đúng không? Cho nên góc D sẽ bằng với góc B và góc C sẽ bằng với góc A, tức là các góc đối sẽ bằng nhau. ABCD là hình bình hành, cho nên chúng ta suy ra được góc A sẽ bằng góc C bằng 90 độ, tức là góc C này nè các em. Rồi góc B sẽ bằng với góc D bằng 90 độ. Lý do là các góc đối của hình bình hành bằng nhau. À, mình phải nhớ cái tính chất đúng không? Vậy thì từ đây chúng ta suy ra được góc A bằng với góc B bằng với góc C bằng với góc D và bằng 90 độ. Cho nên chúng ta kết luận được rằng ABCD là hình chữ nhật. Rồi, vậy là cô đã và các em đã cùng nhau chứng minh các cái dấu hiệu nhận biết một hình chữ nhật. Thì chúng ta có tất cả là 4 cái dấu hiệu để nhận biết một hình chữ nhật. Thứ nhất là tứ giác mà có 3 góc vuông thì chúng ta kết luận nó là hình chữ nhật. Rồi hình bình hành mà có một góc vuông thì chúng ta cũng kết luận nó là một hình chữ nhật. Hình bình hành mà có hai đường chéo bằng nhau thì nó cũng là một hình chữ nhật. Và một cái cuối cùng là liên quan đến hình thang cân, thì hình thang cân mà có một góc vuông thì chúng ta cũng kết luận nó là hình chữ nhật. Chúng ta tiếp tục với bài chấm hỏi 2. Bài chấm hỏi 2 yêu cầu chúng ta là với một chiếc compa thì ta sẽ kiểm tra được hai đoạn thẳng có bằng nhau hay không, đúng không? Vậy thì bây giờ người ta yêu cầu chúng ta là bằng cách là sử dụng compa hãy kiểm tra xem thử tứ giác ABCD có là một cái hình chữ nhật hay không, và hãy cho biết là chúng ta sẽ làm như thế nào. Và bây giờ đầu tiên cô sẽ vẽ ra một cái hình chữ nhật. Đây cô có hình chữ nhật. Hình chữ nhật A, B, C, D. Hình chữ nhật này có hai đường chéo là AC và BD. Bây giờ làm thế nào để kiểm tra xem thử là cái hình ABCD này nó có phải là hình chữ nhật hay không? Thì chúng ta sẽ sử dụng compa để chúng ta kiểm tra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem như là chúng ta chưa biết cái hình ABCD này là hình gì đúng không? Chúng ta cứ gọi nó một cái tên chung là tứ giác. Vậy thì làm thế nào để biết tứ giác này có phải là một hình bình hành hay không? Là một hình chữ nhật hay không? Đầu tiên các em hãy xác định cho cô xem tứ giác này có phải là hình bình hành hay không? Hình bình hành các em nhớ cho cô một cái dấu hiệu nhận biết là hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau thì nó chính là hình chữ nhật. Vậy thì để nó là một hình bình hành thì chúng ta phải kiểm tra xem thử là cái tứ giác đó nó có các cạnh đối có bằng nhau hay không. Và bây giờ các em xem cho cô, chúng ta có cạnh AB và cạnh CD là các cạnh đối đúng không? Vậy các em đo cho cô cạnh AB. Rồi cũng với cái độ mở của compa như vậy thì các em đo cho cô cạnh CD xem nó có bằng không. À, bằng đúng không? Rồi đó là cặp cạnh đối đầu tiên. Rồi cặp cạnh đối thứ hai, các em tiếp tục xét cho cô cặp cạnh đối thứ hai. Các em đo cho cô AD. Rồi đo tiếp cho cô BC có bằng không? À, bằng đúng không? Rồi vậy thì chúng ta kết luận được tứ giác này là hình bình hành.
Vậy thì bước 1 chúng ta sẽ xác định xem ABCD có phải là hình bình hành bằng cách là đo AB và CD, đo AD và BC. Nếu AB bằng CD và AD bằng BC thì chúng ta kết luận được rằng tứ giác này chính là hình bình hành. Rồi chúng ta sẽ dựa vào dấu hiệu nhận biết một hình chữ nhật, tức là hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau, thì chúng ta sẽ kết luận nó có phải là hình chữ nhật hay không. Vậy giờ chúng ta sẽ đo cho cô AC. Đo cho cô AC và BD xem nó có bằng nhau hay không. Chúng ta thấy AC và BD bằng nhau. Và chúng ta có thể kết luận được rằng ABCD chính là hình chữ nhật. Vậy bước thứ hai các em, đo hai đường chéo, đo độ dài hai đường chéo. AC và BD. Nếu AC bằng BD thì chúng ta kết luận được rằng ABCD là hình chữ nhật. Chúng ta dựa vào dấu hiệu nhận biết thứ tư, đúng không các em, trong sách giáo khoa, nhận biết hình chữ nhật 4. Rồi, vậy là chúng ta đã biết cách để mà chúng ta xác định xem thử một tứ giác có phải là một hình chữ nhật hay không bằng cách là chúng ta sử dụng comma. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với phần thứ tư của bài học, đó là áp dụng vào tam giác. Vậy thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu cho cô câu chấm hỏi 3 trong sách giáo khoa. Ở câu hỏi chấm hỏi 3 trong sách giáo khoa, ở bài này cho chúng ta một cái tứ giác ABCD. Cho tứ giác ABCD. Tứ giác này có góc A bằng 90 độ. M là giao điểm của AD với BC và MA bằng MD, MB bằng với MC. Và yêu cầu chúng ta là hãy cho biết ABCD là hình gì. Câu hỏi thứ hai là hãy so sánh độ dài AM và BC. Và câu hỏi thứ ba là tam giác vuông ABC có AM là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền. Hãy phát biểu tính chất có được ở câu B dưới dạng định lý. Phát biểu định lý. Định lý liên hệ giữa trung tuyến ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông. Rồi, đây là cái yêu cầu của đề bài. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình này ra. Cô sẽ vẽ một cái tam giác
Cô vẽ cái hình giống như trong sách nha các em. B, C. B, C, D. À, cái hình ở trong sách nó theo thứ tự như sau: A, B, đây là C và đây là D. AD, đây là BC. Cắt nhau tại điểm M có góc A bằng 90 độ nè. Đây là điểm M. Bây giờ yêu cầu chúng ta là hãy cho biết tứ giác ABCD là hình gì? ABCD. Xin lỗi, ABDC. Chỗ này cô cũng sửa lại, ABDC mới đúng nha các em. Theo trong sách ha, ABDC. Vậy thì ABDC là hình gì? Và các em thấy nè, chúng ta có xét tứ giác ABCD. Chúng ta sẽ xét tứ giác đó ha. Chúng ta sẽ xét tứ giác ABDC. Tứ giác này có cái gì các em? Các em nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy M, M là giao điểm của AD và BC. Có MA bằng MD, MB bằng MC, tức là M là trung điểm của AD. M là trung điểm của BC. Vậy từ ba điều này chúng ta suy ra được cái gì các em? À, chúng ta sẽ suy ra được ABDC, tứ giác này chính là hình bình hành, vì nó có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Lý do là tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Rồi, nó là hình bình hành. Hình bình hành mà có một góc vuông thì nó chính là hình chữ nhật, lại có góc A bằng 90 độ. Cho nên chúng ta sẽ suy ra được ABDC là hình chữ nhật. Với hình bình hành có một góc vuông cho nên nó là hình chữ nhật. Rồi, tiếp tục câu B. So sánh độ dài AM với BC. AM với BC. Vậy thì chúng ta có ABCD là hình chữ nhật. Vậy thì chúng ta sẽ có AD bằng với BC, hai đường chéo bằng nhau đúng không? Trong hình chữ nhật thì hai đường chéo bằng nhau. Câu B. Với ABDC là hình chữ nhật, cho nên chúng ta suy ra được AD bằng với BC, mà MA bằng với AM bằng với MD đúng không? AM bằng với MD. AM bằng với MD bằng 1 phần 2 của AD. Cho nên chúng ta suy ra được AM sẽ bằng, các em sẽ thế AD bằng BC, 1 phần 2 của BC. Đó, vậy thì chúng ta kết luận được là AM bằng 1 phần 2 của BC. Rồi, vậy thì các em thấy nè, phát biểu định lý liên hệ giữa trung tuyến, chúng ta có tam giác ABC vuông tại A đúng không? Có AM chính là đường trung tuyến cạnh huyền BC. Vậy thì đường trung tuyến AM ứng với cạnh huyền BC sẽ bằng 1 phần 2 hay là bằng một nửa cạnh huyền đúng không các em? Nè, chúng ta có AM bằng 1 phần 2 của BC. Vậy thì từ đây chúng ta phát biểu định lý như sau. Trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền
bằng nửa cạnh huyền. Rồi, vậy là chúng ta đã giải quyết xong được bài chấm hỏi 3. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bài chấm hỏi 4. Bài chấm hỏi 4 cũng cho chúng ta một cái hình tương tự giống như bài chấm hỏi 3. Ở đây người ta cho chúng ta A, B, D, C. Cô tóm tắt lại cái đề một xíu ha. A, B, D, C. A, B, D, C. Có AM bằng DM bằng CM bằng BM. Rồi, chỉ có vậy thôi. Và yêu cầu chúng ta là hãy cho biết ABCD, ABDC là hình gì? Tam giác ABC là tam giác gì? Và phát biểu tính chất tìm được ở câu B dưới dạng một định lý, tức là chúng ta có tam giác ABC có đường trung tuyến là AM bằng nửa cạnh BC, đúng không? Vậy thì hãy phát biểu định lý. Định lý liên hệ giữa một tam giác có đường trung tuyến bằng 1/2 cạnh huyền. Xin lỗi, có đường trung tuyến, cô ghi chính xác luôn ha, chấm như trong này luôn ha, liên hệ giữa tam giác ABC, liên hệ giữa tam giác ABC có trung tuyến là AM bằng 1/2 BC. Rồi, chúng ta sẽ vẽ cái hình này ra ha. Rồi, chúng ta sẽ vẽ hình này ra trước. A, B, D và đây là C. Cắt nhau tại M đúng không? Đây, tất cả đều bằng nhau. Vậy thì bây giờ người ta hỏi A, B, D, C là hình gì? Vậy thì các em thấy là chúng ta có A, D và B, C. Chúng ta có A, D với B, C như thế nào với nhau các em? AD và BC bằng nhau đúng không? Cho nên nó ABCD là hình chữ nhật đúng không? Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau. Cho nên nó là hình chữ nhật. Rồi đầu tiên chúng ta phải chứng minh nó là hình bình hành trước. Vậy chúng ta có B, D, C có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Có hai đường chéo là AD và BC cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Cho nên nó là hình bình hành. Cho nên chúng ta kết luận được là A, B, D, C là hình bình hành. Mà hai đường chéo này lại bằng nhau, tức là chúng ta có A, D bằng B, C. Cho nên chúng ta suy ra được A, B, D, C
là hình chữ nhật. Vì nó có hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau cho nên nó chính là hình chữ nhật. Rồi, vậy thì chúng ta đã xong được câu A rồi đó các em. Rồi chúng ta tiếp tục với câu B. Vậy ABC là tam giác gì? ABC. ABC là tam giác gì? Ở đây là câu hỏi người ta hỏi chúng ta ABC là tam giác gì? Vậy chúng ta có ABCD, DC là hình chữ nhật thì chúng ta có các góc này là góc vuông. Vậy ABDC là hình chữ nhật. Cho nên chúng ta suy ra được góc A sẽ bằng góc B bằng góc C và bằng góc D bằng 90 độ. Vậy thì góc A bằng 90 độ có nghĩa là tam giác ABC chính là tam giác vuông. Chúng ta suy ra được tam giác ABC vuông tại A. Vậy thì qua cái chứng minh ở câu B này, các em có phát biểu được cái định lý liên hệ giữa tam giác ABC có chung tuyến AM bằng 1 phần 2 BC không? À, chúng ta có thể phát biểu được cái định lý này như sau. Trong tam giác mà nó có chung tuyến bằng 1 phần 2 cạnh huyền thì đó chính là tam giác vuông đúng không? Vậy thì chúng ta có thể ghi cái định lý này như sau. Rồi chúng ta có thể ghi định lý như sau. Tam giác có đường chung tuyến. Tam giác ABC đó có đường chung tuyến đúng không? Vậy chúng ta chỉ cần ghi là tam giác có đường chung tuyến. Ứng với một cạnh có đường chung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh ấy. Tam giác có đường chung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh đó thì tam giác thấy là tam giác vuông. Rồi, vậy thì qua bài chấm hỏi 1, xin lỗi bài chấm hỏi 3 và bài chấm hỏi 4 thì chúng ta rút được hai cái định lý. Hai cái định lý. Định lý thứ nhất là trong tam giác vuông, đường chung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền. Đây, trong tam giác vuông chung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền. Và cái định lý thứ hai đó là tam giác có đường chung tuyến ứng với một cạnh sẽ bằng nửa cạnh đó. À, tam giác có đường chung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh đó thì tam giác ấy là tam giác vuông. À, chúng ta tóm tắt lại hai cái định lý cho cô. Định lý trong tam giác vuông, định lý thứ nhất trong tam giác vuông đường chung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền. Và cái định lý thứ hai là đây chính là cái định lý này ha. Nếu một tam giác có đường chung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông. Đây là hai cái định lý rất là quan trọng các em lưu ý cho cô để chúng ta có thể làm được các cái bài tập trong sách giáo khoa cũng như các bài tập trong sách bài tập. Và cái phần áp dụng vào tam giác cũng đã kết thúc bài học của chúng ta ngày hôm nay rồi. Nếu các em cảm thấy video này hữu ích, các em hãy like và chia sẻ.
cũng như là đăng ký theo dõi kênh Cô Giáo An học online miễn phí để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt tất cả các em. Rất mong được gặp lại tất cả các em trong những video tiếp theo.